Đỗ Văn Hiền kính chào quý vị. Hiện nay là buổi chiều tối ngày 8 tháng 4 năm 2017. Thì sau khi các cái công việc của một ngày đã đang khép lại, thì đang có khách hàng ở Đà Nẵng đang điện cho tôi và yêu cầu là quay lại bức tranh Bách Nhi cho bác xem. Thì báo cáo quý vị, đây là bức tranh khảm Bách Nhi với kích thước cỡ lớn là dài 2m53 và cao 1m27. Đây là cỡ lớn nhất của bên tôi làm. Và cùng cỡ này thì chúng tôi có bức Vinh Quy Bái Tổ và bức Quê Xưa. Đôi khi còn làm bức tranh Bách Điểu và bức tranh Tùng Hạc. Như vậy là có 5-6 đề tài. Cũng có lần chúng tôi làm tranh lễ hội dân gian Việt Nam và bức đó đã chuyển vào trong Nghệ An. Thế còn bây giờ là bức này là chúng tôi giới thiệu Bách Nhi, tức là 100 đứa trẻ con chơi đùa. Thì từ trong phần trung tâm là cái cảnh lều son các tía đây, và những cái thành quách cũng như là đi về thôn quê với những cái mái che truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thế còn thì các cháu thì rất là sinh động và không cháu nào giống cháu nào. Và phần trung tâm thì có cháu đang ngồi học, đang viết. Thế còn lại là các cháu khác là chơi đùa như là chăn trâu thổi sáo, hay là có chú nữa là thả diều đằng kia. Rồi đằng này là các cháu đang chơi cờ này. Rồi thì các cái trò chơi dân gian, đùa nghịch, rồi ô ăn quan hay là ném bi, ném đáo vân vân. Rồi cả kéo cả những cái xe vàng mang cái ý mang lại tài lộc cho gia chủ. Rồi chỗ kia thì các cháu nó là luyện tập võ nghệ. Rồi nói chung là không, chúng tôi là vì là 100 cháu cho nên là mô tả nó không thể hết được, cho nên là quay lướt từ từ để quý khách xem. Và hiện nay là chúng tôi là đưa cái nguồn sáng nó ít, nhưng mà vì là chai ốc nó rất là sáng cho nên là nó vẫn bắt sáng lên. Và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999, hoặc là Zalo Viber với số 0967 666 111. Cái số này tôi để trên bàn, ít khi để bên người. Thì đề tài Bách Nhi là một trong những đề tài mà người xưa rất là ưa chuộng, bởi vì quan niệm người xưa là con đàn cháu đống, càng đông con trai càng tốt. Tất nhiên là bây giờ thì thời thế đã thay đổi, nam nữ bình quyền và con cháu nào cũng rất quý. Tuy nhiên cái hình tượng là 100 đứa trẻ con chơi đùa, 100 cháu đứa trai chơi đùa thì trông nó vẫn rất là sinh động và mọi người vẫn rất là ưa chuộng cái đề tài này. Bởi vì chúng tôi là nhà sản xuất ấy, là có trách nhiệm là sưu tầm lại những cái mẫu cổ, và những cái mẫu nào mà được thị trường đón nhận là chúng tôi có trách nhiệm là phải làm cho nó sinh động đa dạng lên. Tất nhiên là cái đề tài mọi người ưa chuộng nhất hiện nay thì vẫn là Quê Xưa và Vinh Quy Bái Tổ. Tuy nhiên là những cái đề tài khác chúng tôi cũng có làm, để bởi vì là trăm người trăm ý. Có những gia đình thì lại rất là thích trẻ con. Có khi nhà có con trai rồi nhưng vẫn muốn thêm các cháu bé khác về để ngắm nhau sướng. Còn có những bác thì cũng có nói nhỏ với tôi là quả thật là đang cũng mong một cậu bé về, cho nên đón 100 đứa về chơi để đón tiếp cái đứa 101 về cho nó vui như cửa vui nhà. Như vậy là đúng là trăm người trăm ý, và nhà sản xuất thì có trách nhiệm là làm sao là hình ảnh sinh động và chất lượng là chuẩn mực. Chúng tôi đây là 100% gỗ vụn và chúng tôi bảo hành là mãi mãi, có nghĩa là các cái hàng này của tôi là cái phôi nó đã khô để hàng năm rồi. Và cái bức này tôi nhớ là từ khi làm xong đến giờ cũng phải gần 1 năm. Chúng tôi là sản xuất ra rất nhiều cho nên là không thể tiêu thụ ngay được. Ngoài ra tôi cam kết nữa là về lâu dài, nếu bức tranh này không may chẳng may bị vỡ toác ra thì chúng tôi sẽ phải đổi bức mới. Và nếu như không đổi được, không lúc đấy không có hàng, thì chúng tôi sẽ hoàn tiền và lấy lại hàng. Đấy là điều cam kết của chúng tôi. Và điều cam kết này nó có một cái là không bao giờ nó điều này xảy ra, bởi vì là chúng tôi đã để cái phôi khô kiệt rồi. Xin lỗi là tôi đang có điện thoại cho nên xin tạm dừng ở tại đây. Xin báo lại hôm nay là 8 tháng 4 năm 2017. Alo.